Tôi xin mời chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lần đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bạn Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà các anh thợ xây dựng tới đâu rồi cô bác. Và hôm nay lên thì cháu Lực cũng nhận được một cái phần quà của bác Trần Thị Tuyên. Bác có gửi cho cháu Lực là một cái khoản tiền để cho cháu Lực mua dép cho ba ông cháu này, cho bạn Hiệu này, cho cháu Lực này, và cộng thêm là cả các anh thợ đó cô bác. Các anh thợ thì cháu Lực cũng đã nói với bác Tiên rồi rằng là cái thời điểm hiện tại thì các anh sẽ cần những cái đôi ủng thì nó sẽ tiện hơn cho các anh. Thế hôm nay thì cháu Lực cũng đã mua lên cho các anh là 6 đôi cô bác ạ. Đấy, 6 đôi ủng với lại cộng thêm là cái lều này nữa. Cái lều này thì hôm nọ cũng là được bác Tiên, bác ấy mua gửi cho cháu Lực cô bác ạ. Hay nhưng mà bây giờ thì cháu Lực sẽ cho là các anh thợ mượn đã, rồi thì lúc nào các anh làm rồi thì các anh làm xong rồi thì các anh ấy giả cháu Lực cũng được này cô bác này. Đấy, ủng này thì hoàn toàn là bằng cao su rất là đạt cô bác nhá. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Thì cái đoạn đường là đi xuống nhà ba ông cháu thì có lẽ là rất là quen thuộc với tất cả các cô bác, anh chị và tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh Bạn Em rồi. Cái con đường này thì có thể nói là cháu Lực cũng đã đi phải là tầm độ 2 đôi dép rồi cô bác ạ. Đi trong mấy tháng rồi cô bác. Đến nay như hôm nay thì có một cái thành quả mà nó rất là lớn cô bác ạ. Khi mà cháu Lực đã nhận được đủ số tiền của cô bác anh chị Mạnh Thường Quân giúp cho ba ông cháu có một cái ngôi nhà mới và khang trang hơn cô bác ạ. Đấy, mấy hôm nay thì nắng rất là đẹp luôn cô bác, đường mọi cái thì rất là khô. Đấy, chắc là bây giờ là các anh thợ là đang gỡ cốt pha rồi cô bác ạ. Đấy, hôm qua thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rằng là cô bác cũng đã biết các anh thợ là cái tiến độ mà các anh ấy làm nhanh hay chậm. Thì cháu Lực cũng đọc rất là nhiều ý kiến mà các bác, cô, các chú để lại ở cái phần bình luận là mấy anh thợ làm mà rất là nhiệt tình cô bác. Đấy, bây giờ thì các anh thợ ở dưới kia là đang mở nhạc một chút cô bác. Cháu Lực sẽ phải di chuyển đi xuống ấy để bảo các anh tắt nhạc rồi thì cháu Lực mới tiếp tục là ghi hình được cô bác ạ. Đấy, các anh thợ thì bên kia đang làm cái bể phốt ở bên kia luôn cô bác. Đấy, còn bên này thì anh không biết là anh Thanh đang làm cái món gì đây anh Thanh hôm nay ấy. Lên xoay thôi. Lên xoay à? Hôm nay thì được lên gạch rồi anh. Hôm nay thì các anh cũng đã được lên gạch rồi cô bác. Đấy, đi vào phần phía bên kia thì thấy chú kia đang đẩy gạch để làm những cái tấm ván mà trôi xuống không cho gạch nó bị hỏng ấy cô bác ạ. Đấy, phải nói là làm theo những cách này thì gạch sẽ không có bị vỡ một viên nào luôn cô bác này. Rất là nguyên si luôn. Đấy, trong cái quá trình làm nhà thì có thể nói là không thể tránh được một hai cái viên hai gạch mà hỏng được cô bác. Nhưng mà các anh làm như thế này thì cũng sẽ đỡ được phần nào hay phần đấy cô bác ạ. Thế còn bên này thì không biết là chú Bình đang làm gì đây. Bây giờ chú đang làm gì chú Bình? Cái này đang làm để cho gạch chảy xuống. Này là chú làm tấm ván trượt à? Vâng. Đây không? Úp xuống. Úp xuống rồi chú. Xong rồi đóng vào, đóng đinh vào. Đây có vẻ như là các anh thợ với lại các chú sáng kiến rất là nhiều đúng không bác? Còn nhiều cái hay nữa anh. Tối nay làm vài chén nhá. Tối nay có món ốc nhá. Hôm qua anh đi bắt ốc à? Vừa đi bắt đi. Anh đi bắt ở đâu ấy? Bắt ở chợ. Dưới này đấy. Hôm nay đi. À. Khắc Đình Nhật đấy. Hôm nay khắc Đình Nhật đâu á? Ừ. Hôm nay thì em có đem thêm 6 đôi ủng với lại thêm một cái lều nữa. Nhưng mà cái lều này chắc là không có đủ 6 người để ngủ đâu. Anh không ngủ đây à? Tụi anh đi về à? Thôi, cái lều hôm nào ai kiếm được cô nào thì bắt đầu dùng nhá. Dạ. Lều thiếu là ai kiếm được cô nào thì bắt đầu dùng nhá. Ôi, lều dựng cho các anh ngủ đấy chứ nhỉ? Em chào anh Vinh nhá. Anh Vinh hôm nay có thể chia sẻ một chút công việc của mình cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió được không? Vâng, xin chào các khán giả nhá. Thì hôm nay công việc thì bắt đầu sáng thì dỡ đi được 5 hộp
hộp cột, còn một hộp cho dứa, đổ hết cột thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị hai ba người đi xây, một người thì phụ. Bắt đầu lên tường. Đây là bắt đầu lên tường là phần đằng sau này rồi anh. Đằng sau thì chắc phải mai ngăn tường đến với tường kia đó. À vâng, ngăn tường bên này anh. Vâng. À. Đằng sau thì bắt đầu để chuyển gạch xuống đó. À vâng. Dùng để làm gì đấy? Đây bây giờ thì theo như anh Vinh chia sẻ với cháu Lực rằng là phía bên này thì chiều nay thì anh sẽ xây bên này với lại ở bên kia nữa các bác. Đấy còn là cái tiến độ mà trong cái quá trình mà các anh em làm thì cháu Lực sẽ tiếp tục là cập nhật tất cả cô bác anh chị là cũng biết. Trong cái khoảng thời gian qua thì cũng rất là nhiều cô bác anh chị ở trên kênh cũng có nói là đội thợ của cháu Lực tìm lên ấy thì phải nói là rất là tận lực với công việc luôn cô bác ạ. Đấy, như cô bác có thể nhìn thấy là các chú làm như này thì gạch nó sẽ không có bị hỏng là nhiều cả cô bác. Đấy còn là cho cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa cô bác. Trước khi mà vào cái bản vẽ thiết kế làm nhà đấy thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rằng là sẽ làm 10 cột đấy cô bác. Nhưng mà bây giờ sẽ rút ngắn lại thêm là một cái cột. Đấy rút ngắn một cái cột thì cũng không thể nói là cắt bớt vật liệu đi cả cô bác. Rút ngắn lại thì dùng những cái thanh sắt đấy để làm cái phần bể phốt này cô bác. Đấy ở phía bên kia thì các anh Vinh với lại thêm một người em nữa đang là xây cái bể phốt ở đấy luôn. Đấy, cái bể phốt thì sẽ làm ở bên này luôn cô bác. Hướng bên kia là cái nhà vệ sinh với lại cái nhà tắm thôi. Còn hôm nọ cháu Lực nói rằng là sẽ để ở đây một cột này cô bác này. Đấy ở chính giữa đây này. Nhưng mà bây giờ nếu mà để ở đây một cột thì cái ngôi nhà nó rất là hẹp. Nhưng mà bây giờ nếu mà để ở đây một cột thì nó sẽ vướng ở với phần cánh cửa với lại cái khoảng cửa sổ nó không có được rộng rãi, cho nên là cắt cái khoản là cái cột này đi cô bác ạ. Đây là phải tưới một lớp xi lên hả anh? Vâng em. Tí nó mới ăn nhau được chứ? Tí nó ăn hơn à? Vâng. Không làm này nó không chắc đâu. Này mỗi cái phần đáy nó làm hay là cả cái trên nó nữa? Phần này thôi ạ. Mỗi là cái phần cái móng của nó thôi đúng không anh? Ở đây thì những cái cột mà các anh bỏ cái phần ván gỗ có pha xong thì cũng phải nói là rất là đẹp của bác này, không có bị hở một chút cái khoảng đá nào ra. À. Đấy, cái phần cột này thì cái cột này tầm bao lâu thì mới gỡ được hả chú Bình? Cái này mai gỡ được hả? Mai là mới gỡ được hả chú? Dạ. Cái sáng này sáng hôm nay thì mới đổ hả chú? Sáng nay mới đổ. Vâng. Anh phải nói là làm gần nhà của ba ông cháu cho nên là nhà thiếu những cái cây tre, cây phần ván gỗ nào thì tận dụng lại trong gia đình để có luôn. Thì cũng bất được một cái khoản mà nó rất là lớn của bác ạ. Còn giờ ba ông cháu chắc là đang ở dưới nhà dưới kia các bác ạ. Ở đây thì các anh thợ trong lúc mà trong giờ nghỉ ăn cơm của bác cũng tranh thủ là đi kiếm thêm ốc này về này cô bác này. Cái ốc này thì là ốc ở ruộng ấy. Cá này thì là cá trạch ấy cô bác. Cá này thì sờ vào nó rất là trơn cô bác ạ, rất là khó bắt đấy. Bây giờ thì đi xuống nhà của ba ông cháu xem là em Hải và em Sử có ở nhà không. Đấy, một tí nữa thì sẽ phải là tăng bo thêm cắt này vào rồi cô bác. Đấy bây giờ cắt thì cũng đã hết rồi đấy. Dạ. Ở chợ ông nhà mình chứ nào. Đấy ở đây thì các chú là tiện, rất là tiện đó các bác, khi mà thiếu những cái cây trống này đó các bác thì ra đây mà chặt luôn thì không phải là đi đâu xa nữa. Đấy, nếu mà bây giờ mình làm nhà ra phần là phía mặt đường bên kia
thì phải nói là không có một cái cây, cái tấm ván nào, thì mình phải là thuê người ra đây chặt, xong là thuê người ra đây vác từ ở đây sang bên kia. Cái thời tiết hôm nay thì có vẻ là khá là nắng ấm này các bác này. Em xử thì để xe chặt lực ở trên này luôn các bác. Đấy, trên vùng cao thì phải nói là rất là an toàn các bác ạ. Khi mà mình để xe cộ ở ngoài đường thì không có sợ bị mất cáp cả. Đang làm gì đấy Hải ơi? Hả? Chăn trâu đấy à? Một mình à? Một mình hay với ai ấy? Thấy các anh thợ thì vẫn đang rất là miệt mài và hăng say làm ở trên kia các bác. Tranh thủ thì đi xuống cái nhà của ba ông cháu xem. Đây là chắc là đố của nhà ba ông cháu đây cô bác này. Đây là dùng để làm gióng cho năm sau á. À, cháu được nhìn thấy ông là đang làm cỏ thế này cô bác này. Đang sọt đế gì này à? Sọt đế? Sử đây, sử à? Hả? Ô, phải đi hứ, phải đi hứ tại bùi rủ lô nhá, phải tê chết là bùi lô. Ông thì bảo là em xử là đi ra bên kia, đi nhà chú bên kia không biết là làm việc gì các bác. Đây thì ông sọt đây đắm phát cả ra dê này à? Thế là một thêm trái này. Ồ. Đây ở đây là dâu cải mèo của bác này. Đây, gia đình ông tự là trồng. Đấy trong cái quả tranh cái thời gian trong cái thời tiết mà nắng nóng như này ông vẫn ra đây để ông làm với cô bác. Năm nay thì ông gần 80 tuổi rồi các bác ạ, chứ không phải là còn ít tuổi nữa đâu. Ông ấy rất là cần cù và rất là chịu khó. Đi mặc tộc chứ mà bái gì? Mặc tộc chứ mà. Dâu này ăn ngon. Cái dâu này thì có ăn được mà. Cái dâu này đúng không? Dâu này đúng không? Nèo chín mất chín nha, cái này là gì em ạ? Cái này chim chín à? Tăng ra? Hãy hái một chút rau này cho thợ này. Đấy, ở đây thì nếu mà không hái thì ông cũng là cuốc để vứt đi thôi cô bác ạ. Sứ ơi! À Hải ơi! Hải á? Cái tầng vải xin này chứ mày? Hải ơi! Hải á? Vô mà này bác. Hải ơi! Hai á, mày đây có tổ, mày đẻ lắm ạ. Đấy, tranh thủ thì ông cuốc cái này đi. Lá lộ cái này o cái nào, chép cái này o. Đấy. Đà. Đấy, không hái thì ông cũng nhổ đi cô bác. Hái cho đội thợ để tí thợ có canh để mà ăn. Ở trên này thì phải nói là thợ cũng mới lên trên này ở thôi cô bác, cho nên là cũng không có rau gì cả. Hái lấy cho anh một cái túi Hải ơi. Chép hơi thì lão thừa nữa yếu. Thấy ở đây thì mặc dù là vẫn có phân hay sao các bác, nhưng mà thấy rau cải của ông lên không có được đều cho lắm. Cái dâu này thì nó là cây dâu dại thôi các bác, nhưng mà ăn vẫn được này các bác này. Đấy rồi anh chào Hải nhá. Đây, để tôi bóng. Chào anh ạ. Rồi, ôi đeo cái dây gì đây? Dây chuyền. Dây chuyền à? Ai mua cho ấy? Ba anh Phạm gửi về. Ba anh Phạm gửi về à? Dạ. À, ôi anh xem nào đẹp không? Ôi rất là đẹp này. Đây là được món quà của ba anh Phạm gửi cho hai anh em. Sử thì cũng có một dây nữa đúng không? Vâng. Hai dây đúng không? Vâng.
Rồi, rất là đẹp này các bác này. Con thích không? Có. Thích à? À. Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nọ, hôm thức phim hôm trước là cô bác cũng đã biết là bà Án Phạm gửi cho các em rất là nhiều đồ và cũng kèm theo đó là gửi cho cả cháu Lực nữa. Đấy, cùng anh nhỉ, hái hái cái rau này tí đi. Vâng. Tí đi cho các anh thợ. Đấy. Cái lá to to này đâu? Cái lá to nhá, không phải lá đấy đâu. Đây cái lá to to này. Đấy. Lấy nguyên loại lá to này này. Anh xử đi đâu rồi? Đi xử... đi xuống xá rồi. Đi xuống xá à? Vâng. À. Đang ở bên kia làm gì bên kia đấy? Chăn trâu. Chăn trâu à? Vâng. Chăn lâu chưa? Hơi lâu rồi. Hơi lâu rồi à? Vâng. Một mình chăn trâu à? Bạn á. Có bạn á? Vâng. Bạn ở đâu ấy? Vân. Hả? Ờ... anh Vân à? Vâng. À, anh Vân làm gì ở kia đấy? Anh, chơi chơi. Anh ra đây chơi à? Vâng. À. Đấy, cũng được một số các khá đấy nhỉ. Đấy còn bây giờ thì hay là thôi mấy anh em mình dừng ghi hình lại một chút đấy để là phụ ông. Phụ ông nhổ ít cỏ này ra. Nhà trên này. À. Treo trong mát mát một tí đấy, thì nó nắng ấy. Đấy vừa rồi thì mấy anh em có phụ ông một chút rồi các bác, bây giờ thì còn một chút nữa thì ông sẽ vun lại. Rồi. Thanh niên Vân là ra từ đây à? Vâng. Vân ơi. Đâu có phải anh Vân đâu. Vân. À. Không chưa anh. Hả? Chưa. À. Thanh niên này, thanh niên ra từ đây hồ Trân Châu à? À. Em Hải thì hôm nay là ngày chủ nhật không có đi học ấy cô bác, cho nên là em mới ở nhà là phụ giúp cho ông đi chăn trâu. Này thì để làm giống có phải không? Vâng. Này là để giống năm sau đúng không? Vâng. Này hầu như là ở trên vùng cao này thì nhà nào cũng thế cô bác. Khi mà mình đã trồng được những cái giống gì rồi thì đến cái lúc mà mình thu hoạch đấy thì là những cái bắp đầu tiên nó thì mình sẽ để lại mà làm giống cho vụ mùa năm sau. Hôm nay thấy các anh thợ làm nhà tới đâu rồi biết không? Chưa lên xem ạ. Chưa lên à? Dạ. À. Thỉnh thoảng này phải lên xem nhé. Vâng. Trâu thì thả đến kia thì không sợ yêu đâu nhỉ? Không sợ đâu ạ. Thế cái lá của các anh thợ thì nằm ở trên kia, các bạn có thể là ở dưới này nhìn lên thì có vẻ như là rất là cao. Bây giờ thì các anh thợ cũng chuẩn bị chắc là nghỉ giải lao một chút rồi các bác, cho nên là chúng tôi cùng lên chào cái phần quà cho các anh luôn. Đây, tập đi. Rau nữa. Rau rồi ra. Rau bao rồi đó. Anh Vinh này có ăn rau này không? Có à? Thế để đây nhá. À đây thì các anh cũng đi kiếm rau về luôn này cô bác này. Hả? Chà. Dạ. Phát để bên kia không? Mùi quên rồi. Giấy nhá hè. Ừ.
thằng ăn to xuống được đâu, họ em còn bị răng, tôi phải xả tiếp. Đây, ở bên kia thì anh Thanh với lại anh Quang là đang đo đạc để mà lên tường đúng không ạ? Ở đây thì hôm nay sẽ là đặt viên gạch đầu tiên trên cái phần mà làm móng nhà rồi cô bác ạ. Cái này thì để làm gì đấy anh Quang? Làm cái cửa ấy. Làm cửa à? Đây thì hỏi các anh một chút cô bác, mặc dù là vẫn biết là các anh để cái dây cước này xong một tí các anh xây những cái viên gạch thì nó mới thẳng được. Ở đây thì vừa nãy anh chú Bình, vừa nãy thì chú Bình cũng thiết kế là cái cầu thang này, có bác này, cái ván trượt này để gạch xuống trượt một phát là đến nhà này luôn, đến cái khoảng này luôn. Nghỉ ngơi ăn bánh vô, nghỉ ngơi ăn bánh anh, đây em mua bánh luôn nè, sáng nay đi mua thoại đặt này. Này đây cũng nói với anh Vinh như này, đây là cái phần quà mà của bác Trần Thị Tuyên đấy, bác ấy gửi cho anh em thợ là mỗi người một đôi ủng nha nhé. Đây là 6 đôi. Anh ở đây thì vừa nãy thì cháu Lực cũng đã hỏi anh rồi, ở đây là ai đeo số bao nhiêu thì anh đều trả lời với cháu Lực rằng là 2 đôi là 41, à đâu 4 đôi là 41 anh nhỉ, 2 đôi là 42. Đấy còn cái lều này thì đây thì bác ấy mua cho em ấy, nhưng mà em sẽ để lại cho anh để cho các anh thợ là dùng luôn đấy anh nhá. Vâng. Đấy một tí nữa thì tối nay anh em mình căng sau. Vâng. Hãy để lại đây cho anh đó. Vâng. Đấy, hiện tại là chỗ ngủ của các anh cũng mới lên, thành ra là cũng chưa có những cái chăn là cái màn là đàng hoàng cả. Ở đây thì hầu như là các anh ấy đi như này thì có vẻ là nói là rất là quen. Anh ăn bánh. Anh rửa tay em anh. Đấy thì em để đây nhá. Đây đây thì cái bánh rán này. Anh thì thay mặt tất cả các anh em trong thợ thì gửi một lời cảm ơn tới bác anh nhé. Vâng ạ. Và được sự quan tâm của cô thì mua ủng cho cái đội thợ bọn cháu, thì cho đội thay mặt đội thợ bọn cháu được cảm ơn, gửi lời chào sức khỏe đến cô, một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Vâng, em cảm ơn anh. Có cả chú Bình nữa nhỉ chú nhỉ? Vâng. Chú Bình thì cũng đang ở đây thì chú Bình gửi một lời chúc tới cô nhé. Vâng. Chắc là cũng là gọi bằng cô thôi chú ạ. Chắc là cô thôi. Vâng. Được sự giúp đỡ bọn cháu đang ủng hộ em làm cái nhà trên này thì là được sự quan tâm của cô giúp cho mỗi thợ mỗi người một đôi ủng để mà đeo để mặc. Đấy, được giúp đỡ các cô, các cháu là được sự cảm ơn cô ạ. Hay ở đây thì có đôi nào vừa thì các chú tự chọn các chú nhé. Vâng. Vâng. Bây giờ thì anh đang làm đến công đoạn nào rồi anh? Đang lắp ống. Lắp ống à? Ở đây thì đang lắp ống, anh Quang đang lắp ống nhà vệ sinh rồi cô bác ạ. Ống bể phốt đây. Vậy ở trên này thì là cái tấm mà để ở trên bể phốt đấy cô bác. Sau này thì không có được tắm ở ngoài nữa rồi nhỉ? Dạ. Phải đi vào trong nhà vệ sinh để tắm nữa nhỉ? Dạ. Tắm thì không ai được nhìn trộm rồi nhỉ? Dạ. Đấy, các anh thì mỗi người làm một công việc cô bác ạ. Đây, bây giờ thì cháu Đức sẽ ghi một cái khúc hình mà flycam từ trên kia xuống cho cô bác anh chị là cùng ngắm ở cái góc độ mà nhìn từ trên cao xuống thì ngôi nhà của các em là sẽ như thế nào cô bác nhé.
chắt xong rồi thành 80. Bây giờ mình làm trong 74 đúng không? Chắt mới đến 2 phân hoặc phân dưới. 84. 74 lên mới em 84 rồi. Ờ, 74 chắt hai bên thì còn... Không, 84 chứ chắt chứ 80 đâu. Không bảy tư giờ tao chắc là tao 80 lên. Học 84 kể cho tao thăm tao học lớn mà. Chắc xong còn 80 đúng không? Đấy bây giờ thì đã đặt được những cái viên gạch mà đầu tiên lên thì cô bác bây giờ thì sẽ là xây là ở phần tường bên này với lại phần phía tường bên này đó cô bác ạ. Hôm nay mới 88 mà giờ. Con lấy từ đó sợ tốt mà thì phân lên mình ơi. Bố em một hôm mẹ nó tư yếu. Em một hôm mà từng chán thì nó tư yếu. Đâu hàng vốn này đây đâu. Nó một ngàn đúng không? Một tiếng đây mẹ. Anh Quang này không áo dài luôn này anh Quang. Ồ, nhạc thế nó mới thoáng chứ. Thế nó thoáng à? Chỗ này nó cũng mát hơn nhỉ? Đại chú bên kia thì chuyên gia là đẩy gạch xuống đây này cô bác này. Để đẩy gạch như này thì hầu như là không có bị một viên nào vỡ cả cô bác ạ. Ấy, một lần. Sớm à? Một cái tính toán hơi sai lầm hơi nhẹ nhẹ nhở? Nó bị lệch thôi. Đấy, cho lực cũng đọc ở trên cái bình luận rằng nói là các chú bảo là sẽ cho lực cũng đọc ở trên bình luận có một số cô bác nói rằng là không có dây cước cái cô bác ở đây này. Dây cước thì có thể là nó hơi nhỏ cho nên là lúc mà cháu lực quay lên thì không có nhìn thấy cô bác. Đấy. Đấy hoàn toàn thì các anh xây lên thì đều có dây cước cả cô bác. Sau này thì nó mới thẳng tường lên được chứ không là sau này nó bị méo mó thì phải nói là rất là xấu cái ngôi nhà luôn đấy. Sau này là xấu luôn cả vẻ mặt của anh Quang ấy với anh Thanh đấy nhở. Sau này là cái bức tường này mà cong thì là anh đã đạt đến trình độ mà xây khung cước không? Dùng cái quần cước cái ghế của mình nữa. Mà lên xá lẻ 3 mở luôn. Ý lẻ hả? Thôi ăn bây giờ các anh cũng đã lên được 4 5 hàng gạch rồi các bác ạ. Bây giờ xây thì có thể là phải nói rất là nhanh các bác ạ. Anh Vinh, anh có xây không dùng cước được không anh? Nói thì khoảng mấy lâu năm không dùng cước thì chắc cũng chưa có. Chưa có à? Phải nói là thợ bao nhiêu năm trong nghề thì vẫn phải dùng cước của bác ạ. Chứ không là không có được các bác ạ. Đây thì hôm nay các anh đã xây được 1, 2, 3, 4 hàng gạch rồi các bác. Đấy có thể là hôm nay sẽ hoàn thiện ở cái chỗ mà phần cái chỗ tường mà phòng ngủ này các bác này. Đấy ở đây cửa thì sẽ được để là hai cái cửa mà ở gần nhau luôn đấy các bác. Anh Quang là chủ doanh nghiệp là ở dưới à anh Quang? Ừ. Mình ít tuổi thì ở dưới thôi. Ít tuổi ở dưới à? Ừ. Tranh thủ là nghỉ ngơi là ăn miếng bánh đi nhỉ? Tranh thủ ăn đấy. Ôi anh, đây là công ty nào mà có công ty này anh? Có logo này? Mình.
Vâng Linh nhá, sau phải nói là các anh đi xa quê, xa xứ và xa gia đình của mình nữa. Thì phải tầm độ 4-5 năm thì mới dám quay trở lại để thành cái nghề mà xây dựng này cô ạ. Trước khi mà mình biết một cái điều gì đấy thì mình cũng phải hy sinh cái bản thân mình rất là lớn thì là mình mới làm được cô bác. Đấy, các anh thì cũng phải là trải qua từ phải nói là từ phụ xây này lên thì bây giờ mới đến được thợ chính cô bác ạ. Từ phụ xây lên phụ hồ mà. Đầu tiên mà anh mới đi làm thợ xây thì anh làm về cái gì hả anh Thanh? Anh đi đào vứa thôi. Đầu tiên là cũng đi đào vứa à? Đào vứa con không biết đào đấy. Người ta bảo mãi mới biết. Đào vứa này cũng là phải biết, phải là chỉ thì mới biết cách đào đúng không? Thế bây giờ thì anh cho em hỏi, một là cái bao xi thì mình dùng được bao nhiêu cái xe rùa, bao nhiêu bao cắt? Mình cứ làm một bao thôi. Là một bao á? Một bao xi là ba xe rùa cắt. Một bao xi là một xe rùa cắt à? Ba xe rùa. Ba xe rùa à? Nghĩa là làm mắc một bao. Thế thì như anh Quang này cho em hỏi chút, thì ngày cái đầu tiên mà anh đi làm thì anh đã làm sai sót cái gì chưa? Có chứ. Có à? Ừ. Đây, cái gì cũng sai mà. Cái gì cũng sai. Ừ. Trong cái xây dựng của anh thì anh đáng nhớ rất là cái điều gì? Điều mình bây giờ mình thành thợ chính. Anh thợ chính à? Ừ. Đấy là điều đáng nhất và đáng vinh dự nhất đúng không? Ừ. Em vừa rồi thì cũng hỏi anh các anh một chút về cái quá trình mà các anh từ lúc mà quá trình mà mới đi làm cho đến thời điểm hiện tại là các anh đã dám cầm những cái bay này, những cái viên gạch này để đặt lên đấy các bác. Sau một quá trình mà thời gian mà phải nói là khổ luyện thì mới làm được là như vậy. Có thể là xây như này thì ai cũng xây được thôi, nhưng mà mình cũng cần phải là cái kiến thức này, cái kỹ năng thì mới xây được. Đây thì các anh cũng căng dây cước lên rất là nhiều nha các bác. Trong từ mấy ngày qua thì dùng bao nhiêu cuộn cước rồi hả anh Vinh? Hiện tại là đang dùng một cuộn. Đang dùng hết một cuộn à? Hôm nọ thì có vẻ như là cái cuộn dây cước của các bác này nó màu trắng ấy, với lại nó hơi nhỏ một chút cho nên là cô bác anh chị là rất là khó nhìn. Ôi cước thì nó to được thế rồi. Nhưng mà lúc mà quay cái hình lên thì nó rất là nhỏ ấy. Hay còn là cái phần cốt pha này thì mai các anh thì sẽ dối nốt. Cái này phần ván này thì mấy nước mình tận dụng lại để mình làm cái đổ cái phần dầm cái này được không anh? Được. Vẫn được đúng không? Cái đến cái quá trình mà xây gạch thì phải nói là rất là nhanh đúng không ạ? Này cũng tương ứng. Chúng ở bên kia thì đang nhặt gạch xong là xếp ra các bác này, nhặt từng cái viên gạch một đấy các bác ạ. Đấy phải nói nếu mà chú trong quá trình mà chú mà vừa làm mà vừa để ý được thì chú có thể đếm được bao nhiêu viên gạch luôn các bác. Đây cô bác có thể quan sát chú nhặt từng cái viên gạch một lên thôi chứ không phải là nhặt hai viên cả. Đấy, các bác thì các chú thì lớn tuổi thì có vẻ như là chú làm rất là cẩn thận các bác, làm từng tí một. Di chuyển ra xa xa một chút cho cô bác anh chị là cùng với góc độ mà từ ở phía xa làm nhà của ba ông cháu. Đây phía bên kia thì bây giờ đang làm cái phần phía bên kia là đang đào cái phần đào bột phốt của bác. Hôm nay thì các anh chị đã xây cái phần đào bột phốt được xong rồi. Đây có vẻ như là thời tiết mấy hôm nay rất là ủng hộ này quá, rất là ủng hộ trong cái quá trình mà mình xây dựng này, trong cái quá trình mà mình vận chuyển vật liệu nữa. Đấy, bây giờ thì đang ở góc quan xa xa đúng không các bác? Như cô bác có thể nhìn thấy là hiện tại là có 9 cái cột lên. Đấy, cô bác cho cháu Lực nói lại thêm một lần nữa là lúc mà mới đầu theo bản vẽ thì cháu Lực là làm là 10 cột, nhưng mà do là bây giờ có một chút là thay đổi ở cái phần phía cửa chính ấy các bác.
nếu mà bây giờ cháu Lực làm thêm một cái cột ở phần cái cửa chính nữa, thành ra là cháu Lực nhìn thấy là nó rất là hẹp, cũng được các anh thợ là cùng cháu Lực thảo luận và nhắc nhở với nhau thì cắt bớt đi một cột các bác. Đấy, cắt bớt cái phần cột đấy đi thì vẫn cắt tận dụng lại cắt để mình làm một cái phần bể phốt nữa các bác ạ. Bác phát phần này phía đằng sau nhà này cho các bác nhìn chút. Trong cái quá trình mà các anh thợ làm nhà tới đâu thì có được cái độ rất là may là gần nhà của bác cháu có một cái nguồn nước của bác, cho nên là có thể tận dụng cái nguồn nước này để mình dùng cái nước đấy để mình trộn dứa. Đây thì chính xếp vào là đẩy xuống đấy các bác này. Đây một lúc thì không nếu bị rớt hả chú? Hả? Đúng tóc à? Vẫn có. Bây giờ thì còn 1, 2, 3, 4, 5 50 cột là chưa có dưới cốt pha các bác. Sáng nay thì mấy anh em thợ là mới đổ vào cái phần cột xong thôi. Ô, mà đây năng được chú mà nọ. Bó cả á, để dù đi dân à. Bó cả á. Thanh niên này, đây là con à chú? Quang. Con á? À? Chú có bao nhiêu người con đấy? 4 người. 4 người à? À. Đây là út chưa? Chưa. Còn đi học không? Đi mà. Đi vẫn đang đi học à? Nó học 9 à? Lớp 8? Lớp 9. À vâng. Ở nhà hôm nay, mấy thời gian này không có việc gì để làm nữa chú nhở? Không có rồi. Bây giờ chuẩn bị chú đi làm xa không hay là làm gần đây thôi? Làm gần mà. Làm gần à? Ấy, ở đây thì các chú này cô bác này không có việc gì để làm ấy, thành ra là cháu Lực cũng tận dụng lại thuê lại các chú để chở cát này, chở gạch mọi cái luôn. Làm như này thì chú có thấy chắc chắn nhở? Chắn à? Vâng. Chắn mà. Chắc chắn rồi nhở? Ừ. Theo chú là với nhà gỗ thì với nhà này thì nhà nào chắc chắn hơn? Nhà này nó chắn hơn. Nhà này chắc chắn hơn rồi nhỉ? Nhà này thì có sắt này, có bê tông, có gạch nữa. Không biết bị mục như kiểu nhà sàn đấy nhỉ? Nhà sàn nếu mà mình lựa chọn những cây mà nó bị non đấy các bác thì nó cũng sẽ bị mục. Nhưng mà cái thời tuổi thọ của nhà sàn thì nó sẽ không có được bằng nhà xây cả các bác ạ. Đấy, các anh ở phía bên kia thì mỗi người làm một việc các bác. Hầu như là cái khu này thì chưa có một cái ngôi nhà nào mà làm bằng nhà xây cả cô bác ạ. Đấy, ở đây thì ngôi nhà của em Sử thì là sẽ ngôi nhà đầu tiên ở cái bản đấy cô bác. Có thể nói ngôi nhà này là ngôi nhà đẹp nhất của thôn là em Sử luôn đấy cô bác ạ. Trong cái quá trình mà mấy anh em thợ làm tới đâu thì cháu Lực cũng đã cập nhật cho tất cả cô bác anh chị đã không biết rồi. Nếu mà có những chỗ nào mà sai sót cần sửa chữa thì cô bác anh chị có thể là để những phần ý kiến của cô bác ở cái phần bình luận, hay là gọi điện thoại qua cháu Lực qua cái số điện thoại mà ở trên màn hình đó cô bác. Đấy, và trên kênh của cháu Lực hiện tại thì cũng có một số mặt hàng nho nhỏ cô bác, ví dụ như là mật ong rừng này, mật ong khoái này, và mật ong bạc hà, hạt dổi này, mắc khén này, với lại chè sa tiết của thụ Hà Giang nữa. Nếu mà như cô bác anh chị nào muốn quan tâm tới mặt hàng của cháu Lực thì có thể điện thoại qua cho cháu Lực qua cái số điện thoại ở trên màn hình để cháu Lực sẽ tư vấn những cái sản phẩm tới cho quý ông bà cô chú anh chị biết và nắm rõ hơn. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác, có lẽ là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.